nè, con vô con lấy chổi quét nhà phụ mẹ đây. Nhanh đây. Vô lấy chổi lấy nhà quét nhà phụ mẹ nha. Rồi, con quét đây. Cái rổ hút đồ bỏ vô nha. Đồ sấy khô rồi. Rồi để đó, để xuống. Rồi con mở tủ ra, con mở máy sấy ra. Mở mạnh ra. Mở mạnh ra. Rồi phụ vô. Rồi. Xong rồi, anh đang hút đồ bỏ vô. Rồi hút đồ bỏ vô. Áo của ba á. Ba. Rất rồi. Rồi đừng để vô. Còn một cái thôi. Rồi con bỏ ra. Giỏi quá. Hết rồi. Còn một cái tóc. Rồi. Rồi hết rồi. Cảm ơn con nha. Thank you Hannah. Hannah khiêng cái rổ với mẹ. Khiêng cái rổ với mẹ đem đồ vô nha. Rồi, được rồi, để đây được rồi. Cảm ơn con. Rồi con để đây được rồi, cảm ơn con. Bây giờ đi lấy hút với đồ trong mấy cái máy giặt, bỏ qua máy sấy sấy nha. Đi. Đi vô phòng giặt đồ đi. Nè, bỏ vô. Bỏ vô sấy. Nè, cầm cầm, cầm cái quần này. Hai tay con. Rớt á, đừng có làm rớt nha, cầm hai tay. Con cầm hai tay con làm rớt là dơ đồ á. Ha. Rớt cái tóc ha, đừng bỏ vô. Rớt rồi. Đồ dưới đây nữa nè con. Đồ rớt, rớt dưới đất nữa nè. Rớt dưới đất nè. Rồi đẩy vô, push.